Cũng kêu quá trời bự luôn á Thành ơi. Ủa, nè cả nhà. Ở trời, cái củ khoai gì dữ vậy? Củ khoai trời ơi. Trời ơi, kìa. Nó dài, một ngang tay chứ không hết luôn nè. Để vô cái mặt nó bự hơn cái mặt mình nữa nè cả nhà. Đây là một ngang rưỡi luôn á. Cái củ khoai này chắc có cả ký luôn á trời. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cù Lao Nhãn nha. Thì hôm giờ cũng có nhiều cô chú anh chị thắc mắc là Cù Lao Nhãn ở đâu. Thì bữa nay Thành cũng xin giới thiệu là Cù Lao Nhãn nằm ở Cù Lao Dung, Sóc Trăng cả nhà. Đây, thì bữa nay mấy chị em có đi thu hoạch na cả nhà, dưới đi bọc na nữa. Đây, chị Hai với anh Ba chào nhà đi. Chào cả nhà. Thì bữa nay có sự góp mặt của ông cậu Hai nữa nha cả nhà. Đây. Đây. À, cả nhà. Trái này là vừa bọc luôn nè có hai. Trái này là trái na hoàng hậu á cả nhà. Trái na này thì mình cũng bọc giống giống như trái ổi vậy đó. Mình cũng phải bọc chứ không bọc là nó cũng không có thu hoạch được. Tại vì tháng này tháng mưa nữa, không đục không bọc là ong nó đút hết trơn. Đây là mình đang xài cái bọc ổi luôn á cả nhà. Trái na này nó lớn lắm, bởi vì nó hay nó lớn là nó sẽ rách cái bọc này luôn. Ừ đúng rồi, bọc này là bọc ổi chứ phải bọc chiên, bọc na này là nó bự hơn. Đúng rồi, bọc khoảng nửa ký á nha. Với bọc ổi luôn. Bọc này cả nhà. Như rồi, ta nổ Thành. Trái này bự quá trời luôn nè Thành. Đây đây nè cả nhà. Trời ơi, trái nó già luôn rồi đó. Trái nó già luôn mà không biết ăn được không nữa tại vì mình không có bọc quá cả nhà. Luôn nha. Trái này nó già nè cả nhà. Chứ cắt nó xuống luôn. À. Rồi. Ôi ơi. Chứ cắt đi chứ kia luôn rồi. Trái luôn rồi. Không, trái này trái bỏ con trái mà. Trời ơi, trái này cũng nặng lắm á. Trái cỡ 400 g nửa ký không ta? Có à, trái này cỡ 300-400 g. Cái gỗ của mình thôi. Đây nè cả nhà. Hộp trái ra để hai trái luôn. Em còn có đem cái gỗ theo rồi trái. Một cây này nó có cỡ 20-30 trái á. Ừ, cái trái này cũng già. Ở dưới đây không là cái chục trái nè cả nhà. Đây. Đây. Trái này già luôn nè, trái cắt được rồi nè. Trái nào dài cũng cắt đi. Ủa trái này có trái cắt bự rồi, trái của em sao nhỏ xíu vậy? Tại vì cưng muốn nó tròn trái đẹp á là cưng phải bọc từ nhỏ. Với lại cưng phải thủ phấn đó nữa. Dạ. Mình thủ phấn. Còn cái này là mình cho nó ra tự nhiên, mình không có bọc gì hết trơn, bởi vì trái nó không đẹp đâu phải rồi cưng. Thằng trái này trái. Thiên nhiên mà. Trái này dạ. Nó còn đỡ đỡ hơn trái lên chút. Người ta trồng nhiều quá cả hai. Nó cũng teo người ta trồng nhiều là người ta thủ phấn nó là trái của nó rất là đẹp luôn. Trái đẹp cỡ này trở lên nè. Với cái trái mà lựa trái tốt trái tròn mà không còn bẻ hết rồi. Dạ. Còn bẻ lựa trái tốt còn bẻ không? Dạ. Còn bẻ xấu xấu không? Thở con cậu bẻ hết lần này cả nhà. Đây nè, trái này coi được đó nè. Vậy là trái bự hồi nãy là còn sót lại. Mấy trái này già á, tại mà trái. Cậu hai bẻ sót. Một trái cậu hai già đẹp quá ta. Đây cả nhà. Ôi ơi, đây có được trái mini nữa không Thành? Trái này mini nữa thấy cưng quá. Có chút xíu à. Trái già đó không? Đâu rồi cậu hai? Đây đây thấy nè. Đó, ê, vậy là trái nãy trái bên kia. Trái này phải không cậu? Trái đó bên này trái nè. Đây nè. Ờ coi kìa mình không thu hoạch. Trái này nãy cô nói già nhưng mà Út Thành nói chưa già. Chưa già nè. Giờ mình đi dài qua mấy cây kia cả nhà. Bên đó có cũng cây cũng bự lắm. Cây này không biết có chín không? Này có trái chín kìa. Cây này là cây thanh nhãn nè cả nhà. Này nó mới đứng ngang bụng mình chứ vậy. Ngang bụng luôn. Ngang bụng luôn nè cả nhà. Ôi cây nhãn này bẻ phẻ lắm nè có hai. Mà có trái nè cả nhà. Trong tầm tay con luôn nè. Cây đó bẻ bắt ghế á. Bắt ghế ngồi phải không? Bắt ghế ngồi bẻ chứ phải đứng. Đây trái đây. Đây nè cả nhà. Trái này vàng ngon quá. Quay cái bông cho cả nhà xem nữa Thành. Cái bông nè. Cái bông nhìn thấy cưng quá. Đây nè cả nhà. Bên này. Đây đúng rồi. Cái bông nè. Cái cưng quá nè. Dễ thương nha. Đây, cái bông này. Cái bông của nó đơn giản nha. Nhưng mà thường nếu mà mình có thủ phấn á cả nhà là cái bông ở ngoài này nè. Ở ngoài đọt này là mình sẽ cắt ra mình lấy phấn của cái bông này mình thụ phấn cho cái bông ở trong đây nè cả nhà. Thụ phấn cho cái bông ở trong thân á cả nhà. Thì trái nó sẽ tốt hơn. Tiếp tục là tiết mục qua cầu cả nhà. Ở quê thì vậy đó. An toàn. Ở quê thì đi đâu cũng phải qua cầu khỉ hết trơn cả nhà. Này là cầu cao. Dạ đi chứ. Quá hay quá. Quá hay.
cả nhà. Trái cũng giả nè. Dạ, cái cây này giả hết trơn luôn. Đây, thấy cứng quá. Đây em là khâu vận chuyển đó. Được nhiều nè cả nhà. Nhiều đây là khoảng cỡ 3 kg rồi đó. Hai đám này chắc giả hết luôn quá. Cái này giả nè. Bỏ rõ còn con ai. Dạ, ăn được thì. Mình để em vòng hết đây hồi gỗ đó. Gỗ không hết đâu, còn bên kia nhiều lắm. Dạ, vậy không? Đó cả nhà. Đây, con trái này là siêu to. Cái nhỏ này cũng già nè, bẻ đi. Không có được mấy trái mini. Ồ cái da nó xấu quá. Còn trái này chứ không phải hả? Hả? Còn trái chà bá luôn. Đây nè. Cái vỏ nè. Cái này nó bị méo bên nè, thấy cưng quá. Đây. Bỏ vô. Ừ. Nhìn thấy ngon quá, còn có chín chín nào mình thử nha, ta không có chín thôi. Ừ, nó không có chín ha. Dễ vậy, chín là ở trên cây là hư chứ, nếu không bọc là hư nè. Cái bông này nè cả nhà, mà cái bông này từ lúc mà nó ra bông gì nè, cho tới lúc mình bọc mình thu hoạch được luôn là tầm cỡ 4 tháng tới 4 tháng mấy á là mình thu hoạch được luôn á. Là nó hết được như trái này vậy nè, là tầm 4 tháng mấy á cả nhà. Trái nó ngon quá chứ. Trái này nó già. Cậu tỉa ổi cả nhà ơi. Cho nó tròn tàn vậy. Tỉa tròn như là cây kiển vậy đó cả nhà. Này có cái chậu lên luôn. Ủa cái mảng cầu này trồng được khoảng bao lâu rồi hả cậu? Cái này cỡ 2 năm rồi đó. Cỡ 2 năm. Nhưng mà cái này nó cũng mau lớn đó cậu. Mau. Nó chịu chăm sóc mau lớn lắm. Mà cũng mau ăn nữa chứ không phải là chậm đâu. Tại mình không có chăm sóc, thiếu chăm sóc. Ừ. Đúng không? Em thấy của người ta trái cũng như lắm mà sao của mình ít thôi vậy? Tại vì cái này nếu mà cưng trồng nhiều á, cưng chăm sóc kỹ á thì cưng phải tỉa cành rồi cưng tước lá bớt nó mới ra trái ra bông nhiều được. Còn này mình già cái này tao chăm sóc sao nổi nữa mà không cảm. Này có ai để thiên nhiên luôn bởi vì nó đâu có điện như không cảm cho những người già đi. Chứ già mà bằng được như tụi mày tao già chứ. Để cho tỉa lại bớt hết nè. Không già làm như tụi con mới có sức khỏe nữa đó. Mấy cái này bọc được chân nè ba Lộc. Ôi cái trái này nữa bọc là cái da nó đẹp cực kỳ luôn nè. Ôi ở bên đây có trái này cũng bự quá. Có để nổi tao bọc còn mình cắt bỏ rồi nè. Cắt được luôn rồi đó cha. Cái đó cậu hai bọc đi, ổi đó đó, cậu hai bọc được rồi đó. Đây là bên đẹp quá ha. Ủa, trái này tỉa ổi này. Như ổi này là mình cũng bọc được hết trơn rồi nè cả nhà. Tại cậu hai để thiên nhiên rồi, cậu hai cũng hố bọc luôn cả nhà ơi. Dạ. Để bữa nào tụi con rảnh tụi con lên bọc cho. Ồ, quá trời cái này. Bự mà đẹp nữa. Mấy trái này mình bọc còn mấy chuyến sau còn giữ thế này chứ. Ờ, cưng bọc mà chuyến sau nó đẹp lại rồi. Chuyến sau lên bẻ cái này nó cứng cái bọc điều luôn. Gỗ này nè cả nhà ơi. Mà nó không bị hư nữa. Cứng cái bọc luôn nè. Sau dạ hiện tại á cả nhà, ở chỗ mình á thì nếu mà người ta chọc á thì người ta sẽ chọn cái giống na này nè cả nhà. Na hoàng hậu á, tại vì cái năng suất của nó cao nữa. Với lại cũng được giá hơn mấy cái loại khác nữa. Tại vì cái trái của nó á, mà bự nó mà mình chăm sóc mà tới nơi tới chốn luôn á. Là nó bự có tầm 700-800 gram tới 1 ký là chuyện bình thường luôn á. Tại vì cái này mình không có chăm sóc nè. Cho nên nó bé tẹo tẹo à. Cái này mình bọc mà bự còn dữ nữa. Đúng rồi. Tại vì dưới cái giống mãng cầu này á cả nhà. Là nó là thịt nó thơm. Mà nó ngọt nữa. Dưới nó hạt ít nữa. Ít hạt nữa. Nên là người ta rất là chuộng. Thị trường nó rất là chuộng. Thịt nó thơm ghê luôn chứ. Ừ, nó thơm nha. Thơm cái mùi là mình muốn ăn liền. Thôi thấy ham quá trời luôn. Đứng ra cây này bẻ được hết luôn rồi đó chứ. Nóng luôn nè. Nóng luôn nè. Ồ cái này nó thơm dữ dằn lắm luôn á. Đây nè cả nhà. Đây. Đây. Để em tay vừa thấy ghê luôn. Lát cắt vô đây luôn nè chị hai. Cắt tay em dịnh nha. Nè đây. Đó. Đẹp quá trời ha. Nè còn nữa nè cả nhà. Đây. Ồ thấy ham quá à. Đây nhóc. Cả nhà bên đây nó đổ chứ. Chín luôn hả cậu? Làm tách rồi thử ra đây. Ồ, trái này nó nứt luôn nè cả nhà. Trái này già nè chứ. Đây, chị cắt luôn nha. Đây. Đây. Nè, nứt trái này cả nhà. Mấy bữa nay trời mưa quá trời nó no nước nữa nè. Bởi vậy nó dễ bị nứt á. Đây. Đọc, chụp trái đó hình á. Đây. Anh đang làm trái chín rồi. Nãy giờ anh ba làm được trái chín rồi nè cả nhà. Đây. Mời cả nhà. Quá trời ngon luôn. Thơm quá. Ôi, đã. Ừ, nó ngọt ngay luôn. Quá đã cả nhà ơi. Ngọt quá cả nhà luôn. Đây. Quá ngon cả nhà ơi. Em giác cũng hết nổi luôn rồi. Không, không. Wow. Không có mấy trái mà một cây.
cây mớ mớ rẻ nhiều quá trời, con này trên 10 kg nè. Để con độ nữa rồi. Cái này là khoảng 15 kg là phải ghe đó. Bên cẩn thận nha, đừng gãy cái xìa của ông cỏ hai á. Ở bên đây có cây nhãn xuồng nè cả nhà. Có cây nhãn xuồng chín ngon quá kìa. Đây, ở trên đó có mấy trái chín nè cả nhà. Để Thành leo lên Thành đá xuống cho cả nhà xem ha. Đây trái này chín rồi nè. Đây nè cả nhà. Đây đây đây. Để chế tách ra thử nha. Đây nè cả nhà ơi, cơm nó vàng hực luôn, ngon quá. Quá trời ngon cả nhà. Mời cả nhà nha. Đây. Này là nhãn xuồng đó cả nhà. Hổm gài. Bây giờ là nó chưa vô vụ nhãn xuồng cả nhà. Còn khoảng nó 3 tháng mà nữa. Nó thơm. Chào cả nhà nha. Bây giờ Thành leo lên Thành bẻ cho cả nhà xem trái nhãn xuồng nha cả nhà. Ở đâu bên đây có một đùm chín nè. Đó, đây nè. Cái này nó đang mang trái con quá chừng luôn ha. Nó đậu trái quá trời luôn ha cậu. Mà tới đó chắc không có giá. Ôi em thấy trái này bự quá trời luôn nha. 3.000 ký. Như này nhóc luôn đó Thành. Anh ba lấy xuống nhóc này. Rồi chuyện xuống anh ba nè. Mấy cái này nó còn yếu xìu à. Nó còn non hả? Đây 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 bỏ xuống. Rồi được gỗ qua xuống được rồi. Rồi bỏ xuống. Không xuống trái. Rồi úp xuống luôn đi. Đây có trái nhãn tiêu nè cả nhà. Thành ba cả nhà nha. Trời ơi coi đây. Thịt cơm nó dậy hết hồn luôn nè cả nhà. Cái này nó hơi bị chá. Nè cả nhà. Để Thành giới thiệu cho cả nhà cái lá sâm nha cả nhà. Đây. Lão Thành. Nè cả nhà. Này là cái lá sâm mình dò cái lá xong rồi nó đặt lại phải không chị hai? Đúng rồi, cưng dò xong rồi cưng lượt lại là để hồi là nó đặt lại. Rồi cái làm mát nghe bạn thế. Này. Để xíu về mình làm xong rồi mình mời cả nhà luôn. Về mình làm liền là chắc chút nó đặt à. Chắc kịp á. Đúng rồi, nó nhanh đặt lắm, xíu là nó đặt rồi. Cây sâm hả? Này là lá sâm, uống mát lắm đó cưng. Nhớ hồi nhỏ hay dò uống lắm. Giờ lâu lắm mà không có dò. Mình nhỏ mình bây giờ cũng chết. Hiếm lắm mà cưng ơi, đâu còn nhiều đâu. Cái này có quá. Giờ hồi nhà có cổ như thời xưa đồ trồng á giờ tới. Cái này chắc hồi con sinh dê về con trồng quá cậu hai. Ủa cái này trồng sao cậu? Làm sao mới trồng được? Dê ở cả thì ghim đãi dưới đất nó lên có gì không? Con làm thử dây với con trồng luôn á. Hồi sinh dê về trồng hết bà Lộc. Dạ. Thôi lỡ sinh thì sinh 2 dây đi chứ sinh dây hay ít. Ủa chỗ này lá ngốc hết trơn luôn cả nè. Trái bê nó nhiều cây nhãn hồi trái bò bẻ lá nhãn không luôn uống chết luôn á. Trời dễ gì chứ. Nhớ hồi lúc còn nhỏ mình hay lên đây xin về đó chị hai. Là cái dây này nó dữ lắm. Nó thường là nó bò lên cây nhãn xuồng này nè cả nhà. Cỏ rồi lấy máy quơ hết trơn rồi nó giờ nó mới mưa nó mới lên lại vậy cậu. Tại ông cậu cắt cỏ rồi cắt lỡ cắt nó luôn cả nhà. Lỡ sinh là mình nhổ hết bụi luôn nha chị hai. Cả nhà. Cái gốc gì cái gốc nhãn xuồng này cũng lâu lắm rồi nè cả nhà. Cái gốc nhãn xuồng này có cỡ mấy chục năm á cậu. Gốc nhãn xuồng này lâu đời dữ lắm. Bây giờ nó liền tích luôn nè. Đốn hết 1/3 cây á Thành. Dạ. Đốn đằng chỗ xe cuốc nó vô. Đốn hết một nhánh luôn. À, cả nhà trên đây nè. Một nhánh đây nè. Cây nhãn xuồng. Nhãn xuồng nó bự hết hồn luôn. Nhãn xuồng này là theo con biết là trên 20 năm á. Trên. Dạ. Lâu dữ lắm. Rồi. Cả nhà ơi, nãy giờ thì mấy chị em mình với cậu hai có đi bọc na với đi bẻ na mới về cả nhà. Về thì mẹ mình có mua được mớ tép ngon quá chừng luôn nè cả nhà. Chứ mình có nhổ thêm củ khoai môn nữa. Củ khoai môn quá trời bự luôn. Bây giờ mấy mẹ con quyết định chiên chả tép cả nhà ơi. Chiên chả tép với khoai môn. Rồi, biết lâu cả nhà mình chưa ăn chả tép nè. Nay ăn loại rất ngon lắm đó chứ. Ngon hơn anh ba. Ngon, biết lâu mình không ăn mà nhà mình không ăn á. Mẹ thì làm nước mắm. Em thì gọt dưa leo. Con bầm thêm bông đi. Mẹ. Em mẹ bà. Chào cả nhà cái đi mẹ ơi. Chào cả nhà. Mẹ, vậy con bầm thêm bông đi mẹ thì tỏi ớt làm nước mắm. Mẹ bầm tỏi ớt quá trời nhuyễn luôn cả nhà. Bầm nhuyễn. Càng nhuyễn càng ngon. Nước mắm càng nhuyễn càng ngon. Dạ. Này cả nhà, anh ba có dịch trái dừa ẻo để cho mẹ làm nước mắm á cả nhà. Để cho mẹ làm nước mắm. Dưới đây à. Mình có chuẩn bị thêm tô nước cốt dừa nữa cả nhà. Hồi nữa mình pha bột bằng nước cốt dừa. Chị hai cũng có chuẩn bị bột chiên giòn nha cả nhà. Khoai môn bà con nhìn thấy ngon quá chứ. Ngon. Cái này bữa nào chứ làm chiên mắm khoai môn chiên mắm cho em ăn bữa nữa kìa. Cái củ khoai môn hồi nãy chị hai nhổ một cái khủng khiếp luôn cả nhà. Củ này chắc cả 2 kg luôn. Nhà mình mà chiên hết củ khoai môn đó chưa chắc gì ăn hết. Không hết đâu. Bữa nay có ông cậu hai nữa nghe cả nhà. Để xíu 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 nào hai xuống nghe mẹ. Anh ba Lộc thì
có nhiệm vụ cao cả nha cả nhà. Có nhiều tối ba tối ngày có nhiều đó cả nhà. Xà bột ha. Dạ. Đầu tiên cho anh ba làm việc nhẹ nhàng nhất luôn á. Mình chia hai bịch bột. Nhẹ nhàng đảm đang á. Này mẹ trộn bột. Mẹ trộn rồi. Trước mẹ chiên. Ba Lan này chế bào dư. Hết luôn đi. Em quên. Rủ cô Năm đều qua cho cô Năm gấu luôn. Rủ bắt tư luôn. Rủ bắt tư luôn. Gia đình lại là quay quần bên nhau bữa nay. Rủ rau này đâm đâm nên mấy con. Dạ. Cái chảo đó con bắt chảo lên luôn. Chảo đang rửa rồi. Giờ quên nói với cả nhà, ông cậu mới xuống sau nha cả nhà. Ông cậu chào cả nhà cái nữa đi ông cậu ơi. Chào cả nhà. Mà cái cỏ vườn mướn người ta mặn đủ có nổi, mướn ta tiền đâu mà mướn. Dạ. Dạ. Đấy. Đồ vườn thì nó rẻ. Mướn cái là không có ăn. Cắt hết năm lít xăng. Năm lít xăng là cậu cũng cắt hết mấy ngày kìa đúng không hả cậu? Cắt từng lễ. Nha cả nhà. Bây giờ dầu sâu rồi mẹ bắt đầu thả vô chiên rồi cả nhà. Đây nữa này cả nhà. Mình không có đồ nghề bây giờ mình để vô cái giá luôn nè cả nhà. Để vô xíu là đỏ lại liền rồi mình cắt đỏ lên nha. Vàng rồi cả nhà. Mẹ bắt đầu vớt ra nè cả nhà. Vớt ra cái lỗ trước. Đây. Quá trời. Cái này dày dừa nè bạn. Vàng quá nó hơi cứng rồi ăn. Quá tuyệt vời cả nhà ơi. Mình chiên không có được khéo luôn mà đều cả ở nhà mình ăn mình chiên không có bỏ màu gạch tôm. Cô Năm mới qua sao cả nhà ơi. Cô Năm làm nước mắm ngon nên là cho cô Năm làm nước mắm này cả nhà. Đây. Ê, quên. Cô Năm chào cả nhà cái cô Năm ơi. Chào cả nhà. Quên nữa. Đây nè cả nhà. Hôm bữa cô Năm làm bánh xèo ý làm nước mắm ăn bánh xèo quá trời ngon luôn cả nhà. Cả nhà. Đây. Mẹ giờ cái đó cho cả nhà xem. Đây. Quá trời ngon cả nhà ơi. Đây là kêu là gì mà chả tép hả? Chả tép chiên chả chiên hơi môn với tép. Kêu chả tép hơi môn cũng được nữa. Chả hơi môn tép. Cả nhà ơi, thì bây giờ gia đình Thành cũng chuẩn bị xong rồi đó cả nhà. Thành xin mời cả nhà dùng với gia đình Thành nha. Đây. Mời cả nhà với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn chả tép với gia đình mình nha. Đây. Mời cả nhà ăn chả tép nha. Mời nhà ăn chả tép với gia đình mình nha. Đây, mời cả nhà. Dùng đi. Cái này thì phải ra tay chứ ăn đũa, y như bánh xèo nữa. Đây, mời cả nhà. Ồ, anh ba lẹ dữ vậy ta. Anh ba đói rồi. Đây, mời cả nhà. Đây, mời cả nhà. Quá. Cái này nó có thơm. Ngon. Ngon khấu luôn. Giòn kiểu vậy ha. Đó. Quá trời giòn luôn nha. Mà chữ trừ sức ngon quá cả nhà. Giòn gụm gụm luôn nha cả nhà. Rồi bé tay gắn kiểu kiểu luôn rồi. Ê, nãy giờ quên giới thiệu với cả nhà, hôm nay có ông chú Tư nữa nha cả nhà. Chú Tư chào cả nhà nha chú Tư. Chào cả nhà. Chú Tư bất cả cả nhà ơi. Quá trời ngon cả nhà. Ra tay mới được. Nó vừa ăn rồi thêm cái môn á, nó giòn giòn ha, nó thơm nữa. Ngon tại ạ. Thêm môn chiên lên nó thơm. Dạ. Quá trời cái củ khoai môn luôn. Củ khoai môn nãy có cả ký mấy. Củ khoai môn nãy ăn hết sớm. Thấy lục luôn. Cả gia đình mình luôn nè. Có củ khoai môn màu nè. Đây mời cả nhà miếng nữa này. Chả mời cả nhà. Đây là chả tép. Chả tép. Nó giòn nó được nó phao. Làm cái này mau nữa anh ơi. Nó không có công phu bằng bánh xèo. Còn bánh xèo mình phải dạ làm cái này chiên phải hơn em nè. Phải á, làm này như bánh cống nhà. Ờ giống là tính cống dạ. Nè. Này cũng tự tự mình ăn bánh cống cái gì ta. Nó không được tròn tròn đâu ha. Ừ. Ủa mẹ nãy mẹ đi hái lá cách rồi vậy? Mẹ hái lá cách. Bánh cống đã làm có bột nổi. Nhà mình không có cái khuôn cho nên mình không có làm bánh cống. Mình lấy cái khuôn làm đó bữa làm nào mình đi mua cái lá làm bánh cống à. Chắc bữa nào mua cái khuôn để dành đổ ăn quá. Giòn gụm gụm to.
Ngon quá. Chú Tư ăn được không chú Tư? Được. Ngon. Ngon. Ngon gì vậy chú Tư? 10 điểm hả chú Tư? Mấy điểm? Mấy điểm? Chắc trên quá. Cái này cái này cái này chắc 11 điểm. Có 12 điểm mà. Ngon. Tại vì bữa hổm mình chiên xong rồi mình đợi đông đủ rồi mình ăn. Để ăn hai cái luôn đi. Ăn thử cái bột coi, cũng từ cái bột nó béo béo mà thêm môn thì nó giòn giòn. Chúc mừng nha con. Béo béo là có bí quyết mà chiên anh nó thơm nè. Cũng tao biết bí quyết gì không? Có hả? À phải rồi, hồi nãy mẹ con pha với nước cốt dừa á. Bởi vậy bởi vậy hèn gì nó béo quá trời luôn. Béo, bột béo. Cái này em cũng quên. Mà chỉ lấy nước cốt nhất thôi. Trộn với bột á. Béo ngon thiệt á. Pha nước cốt dừa ngon thiệt. Béo ngon hả? Làm nó thơm nữa, chiên lên nó thơm. Em phải sao rau à. Mẹ thì bẻ được mấy cái lá cắt. Nước mắm quá ngon à. Hôm nay cô Nam làm nước mắm đó. Món nào cũng ngon hết trơn. Nước mắm quá ngon hả vô đây. Rau cũng ngon, nước mắm cũng ngon mà chả cũng ngon, kết hợp lại là nó ngon hết tất cả. Mẹ tội nghiệp ổng trên đường đi lại đây á bị ông chích nó. Hồi nãy ông chích anh mấy mũi vô từ. Mấy mũi? Hai mũi hả? Đấy thì ông gùi mà còn bị ông sắc chích nữa. Tao có phải đâu, ông gùi cái này bị ông gừng quánh thôi. Ông gừng quánh, không gì hết có biết luôn. Ông gùi bị ông gừng đánh, ông mới chắc ông cái quá. Ông cái rồi, ông đánh ông gùi. Nước lửa ngàn phèn chứ, khi con vợ ông Thành nó phụ nó lấy mặt nó phá gì nó bay ra. Ông tăng lên bự chút đi, ông bầu đi rồi. Mình ông bầu mấy ông ghê đâu dám lại gần. Nữa nó chặt mũi thấy ông gùi chạy. Bữa đó kêu ba Lộc ra đốt hay gì nè. Đốt được cục mà chút xíu. Con Hiền đó, còn bà Xuân thì chạy đất lắm. Và cưới con dâu về có 4 tháng rưỡi nó xanh à. Cái bà ổng mới kêu qua, ông kêu bà Xuân qua, ông muốn giống ông nói, con chị mới 4 tháng rưỡi đẻ à. Ông đại giống tôi vậy đó anh. Giống tôi vậy bà thương cho ông này ông này cũng ngậm mùi hòn chịu thôi ức làm về năn nỉ không biết nói sao thôi về nín về cho tới chờ cái lứa sau. Cái lứa sau cái thấy dâu có bầu chị Xuôi kìa này chết chứ tôi rồi nếu mà yêu cầu 9 tháng đẻ là kêu chị Xuôi bằng sạch chứ không nói vậy mà thiệt trời khiến tới 9 tháng mới đẻ không rồi. 9 tháng đẻ mà đẻ ra hai đứa. Cái bà Xuôi bà kêu bà nói tôi nói anh thấy không tôi nói là anh không có nghe tôi anh bởi vậy anh làm cho Xuôi gia mất lòng. Cái giống của tôi 4 tháng gửi đẻ đứa mà 9 tháng thì đẻ hai đứa thì giống không. Mọi đứa 4 gửi hả? 9 tháng đẻ hai đứa. Giống lại. Cũng có lý hay rồi hả? Giống không hả? Giống sượng luôn đâu có giống giống gì nữa. Cả nhà ơi, nãy giờ thì gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi á. Giờ mình xin phép kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Nếu cả nhà thấy hay thì cho nhóm Cù Lao Nhãn xin một like với một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cả nhóm nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ạ. Bye bye cả nhà. Bye bye.